Thì mình cắm cái hàng giữa này đúng không? Đó là mình ngay chỗ này mình lấy cái bông số 6 xíu cũng không sao, có thể rồi mình che lại bớt, đó là mình cắm cao lên. Đó, trong khi đó là cái bông này thì toàn bộ là nó cũng xấu không à, nó cái bông này như cái bông này thì hồi bữa thầy dặn là chừa cái này lại, nếu mà mình để nhà mình trưng bày á thì mình có cái góc này là mình ấn xuống là nó sẽ hút nước nó bền hơn. Đó là cái hướng này, hướng cong qua đây nè, đó mình làm là mình cũng phải xây cái đít qua đây gì đó, rằng là mình nhắm nó đi ngay hơn, đó là mình đi trồng lên đây xíu, lúc nào cũng vậy hết. Nó cái này mình thấy cũng tạm ok đi, thì bắt đầu mình cũng đi trồng qua đây xíu, rồi mình quay cái người của mình qua bên đây, đó mình nhắm nè, em đi ngang qua đây, đó thấy không, mình nhắm ngang qua đây nè, cái này mình thấy ổn rồi nè, mình cắm lúc nào cũng đứng cái bông ngay như cái này nè, cái cây này nó bị méo nè, đó là mình chỉnh cho nó ngay lại, đó mình cắm. Là mình cắm này nó hở chỗ này cũng không được nữa, mình cho nó ngay lại xíu, nó vừa bằng thôi. Thì lấy bông mình giờ qua đây nè, em đến cặp mé bên đây nè, em quay gì nó sẽ dễ hơn. Rồi á, ví dụ cái bông này cũng tạm ổn nè, thì mình cắm tiếp, mình cắm dày thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mình cắm cũng vừa dày quá nó hao bông. Đó là khi cắm mình đừng có đứng mé bên đây, mình cắm vô nó không có tròn được, mình đứng cặp mé bên hông nè, em đứng quay quay thầy cũng được nữa, quay thầy đứng đó. À, thấy không, cặp em bên đây nè, lúc em cắm bông là thấy em xây qua đây, mỗi lúc mỗi xây xây qua gì đó là nó sẽ chất lượng hơn. Đó, rồi thấy không, là cái cặp bông này tất nhiên cái bông này mình cầm nó hơi xấu đúng không, bỏ qua bên đây chút để mình chêm cho mấy chỗ xấu nè, cái bông nào đẹp thì mình cắm. Cái hàng giữa này lúc nào nó cũng cao lên, mình cắm có cái độ xuống vậy nè. Cái bông này cũng tạm đi, đó là mình cắm vô là nó cũng vẫn hở đó không, hở thì mình cắm dày lên xíu. Rồi mình sẽ quay cái người mình qua đây xíu là mình mới chỉnh được. Cái bông này nó mắc hình cánh nè, nếu vậy thì mình cắm không cắm thì mình cho nó dày chút xíu. Rồi đưa để luôn đó, cái bông nào đẹp thì mình cắm, còn không đẹp thì mình để đó thì chút mình cắm sao. Nó lúc nào cũng phải xây cho nó tròn ra qua hết á, nó bằng gì nè, nó càng dày thì nó càng đẹp rồi, nhưng mà nó hơi hao chút thôi, nhưng mà mình cũng cắm vừa thôi, nó càng dày quá nó hao. Nó tốt nhất cầm lửa bông nào cũng giống nhau ha, nó mới đẹp được, chứ có bông xấu bông nhỏ rồi nó đâu có đẹp đâu. Đó đây là nó hơi quẹo đây á, bắt đầu mình chỉnh lại xíu rồi, nên mình lúc nào mình cũng phải xây tròn gì nè là nó mới chất lượng nhất, chứ đứng chỗ cắm nó không có được đâu, lúc nào cái băng mình cũng bằng cái mặt hết nha, mấy bông nhỏ nhỏ mình để một chút mình cắm chứ mình cũng không có bỏ. Rồi để thầy lấy tiếp. Rồi cái bông này hơi nhỏ mình cắm vậy chút chứ để nó hở, cái này nó cũng hở nè, ví dụ như cây bông này bông xấu không mà hôm nay nó cũng bị gãy trên cánh nè, để nó đi. Đó. Đó mình nhìn thấy ví dụ như nó hơi méo mình thích qua đây xíu, lúc nào cắm mình cũng phải đi vòng vòng thì nó mới chắc lượng. Đó là cái đầu này nó liên kết với nhau rồi đó, rồi để cắm thêm cái nữa thì xong cái hàng này cái tắt cái đó ha, rồi cái đầu cái cắm hàng thứ hai là nó bằng cái mặt nha, nó bằng cái mặt, đừng có chỗ cao chỗ thấp. Cái này ví dụ như mình muốn xài lâu mình cắt như vậy thì mình sẽ đó, mình cái lúc mình cắm thì mình sẽ cắm nó xuống luôn để cho nó hút được nước thì nó ok bền rồi đó. Còn mình giao liền cho khách thì mình cứ làm bình thường gì mình giao thôi, nó cũng được mấy rửa là ok rồi. Rồi bây giờ mình nâng chỗ này vậy thôi, hay gì cái cây này nó có cái này á, thì nhưng mà cái đầu này mình đừng cắm bông đẹp, mình cắm bông xấu xấu thôi, bông đẹp để dành cắm vô giữa cho nó đẹp đó. Rồi nếu mình muốn bền thì tắt kia mình chữa khúc này nè, để mình cắm chung với nó luôn. Nhưng mà đặc biệt là mình phải cắm có cái tâm vô nó sẽ ngay hơn. Rồi ở cái đường này là mình cắm là nó đè lên nó dày, nó cũng dày nhưng mà nó hơi thấp hơn cái đường này xíu, nó hơi nghiêng bầu gì đó, hồi bên đây cũng vậy nè. Đó mình cắm nó cũng bằng cái mặt mà nó hơi nghiêng xíu đúng không, đó là cắm là mình cứ che lại thao á, đặng cho nó dễ nhắm, cắm nó dễ tròn lắm. Cái bông này hơi xấu xấu để qua bên đi, bông nào đẹp đẹp thì cắm trước. Bông này nó cũng xấu rồi nhưng mà hơi cậy nó.
con này nó hơi nhỏ tại nên mình tận dụng á, nên nó không có đều đâu. Con này nó bị lỗi miếng à, nên mình để mình cắm sau đây. Đây nó có cái góc rồi đúng không, tại nãy có mấy bông có góc thì thôi thì cũng cắm lựa với cái tâm này luôn rồi đó. Bông này nó cũng xấu xấu nhưng mà cắm được đó. Là cái cây hàng hàng này tất nhiên nó sẽ hấp hơn xíu nha, nó hấp hơn xíu. Rồi, để xem tiếp. Cái tay thì tất nhiên mình sẽ để y như vậy nè, để y như vậy nè, mình cảm giờ thấp hơn hàng kia xíu. Thấp hơn xíu cho vào đồ choài vậy anh. Bạn cho nó bầu ở giữa, nó cao ở giữa hai bên mé nó hấp á, nó mới đẹp chứ này không có bằng. Rồi đó, cắm đừng có xa quá, xa quá nó cũng không đẹp nữa. Xa vừa rồi đầm quá nó cái bị hao. Cái lan này là lan tận dụng chứ lan mới nó đẹp hơn nữa đúng không? Ừ. Với lại lúc nào cũng phải là đập ra xong rồi phải ngâm nước, phải chừng 20 phút đến 30 phút, đừng có ngâm tới 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, để luôn trong nó hút luôn á, tại nó nãy giờ là nó hút nước đủ rồi đó. Rồi hãy cắm vô, là nhiều khi mình lỡ cái vòng qua của người ta nó héo, vòng qua mình nó chưa héo tại vì nó đã hút nước no rồi. Cắm nó có cái độ nghiêng nha xíu nha. Rồi. Nên nó có hàng có lối hết, là nhiều khi mình không quen á là cái mình cứ cắm thì nào nó bít mình thôi, thì cái đó là ai muốn cắm sao cắm, mà mình nên cắm có hàng có lối gì. Hay chờ đặng che hết vỉnh này luôn, nếu mà tình hình mà cái này thầy cắm là 3 như 2 nữa là 5 hàng thì nó sẽ to như vậy. Còn nếu mà em muốn làm đơn giản thì em làm 4 hàng. 4 hàng thì em phải lấy đá linh lăng á, em đấm cho em cắm cặp mi hông nó. Còn không thì lá phát tài em cũng chen vô được. Ít hơn thì mình để là nhánh. Như vậy đó thầy cắm thì nó sẽ hở cái lá này xíu nè. Nếu mà mình quen á là mình cắm bên đây mình cắm qua luôn. À, là bên đây mình cắm trở lại mình cắm hàng giữa thì nó cũng ok đó. Nhưng mà gì nó hơi hở lá, nhưng mà mình cắm chưa quen thì có thể mình làm gì cũng được. Rồi mình cắm quen mình thiết kế mình cắm cái này trước, cái này sau, phải không? Rồi cái bên đây thì là cắm nó đè lại nhau. À, nó đè lại không có bị sóc lên đó. Còn không thì mình cứ cắm cái gì là cũng được rồi, không sao hết. Nên cái kia mình phải tính kỹ lắm. Rồi quyết định vậy ha, mình cắm cái này nó độ nghiêng nữa nè, nó không có thấy nha. Dướng cái ghi này mình phải cắm chỗ khác chứ mình đừng có đâm vô lỗng tay chứ. Là mình nên cắm lúc nào mình cũng phải đi cái đích cái người mình xây vòng vòng. Cảm thấy cái chỗ này nó dướng cái gì đó thì mình sửa lại chứ mình đừng có ép sức nó sẽ đâm vô tay chết. Rồi tiếp tục mình cứ làm, cái bông này nó hơi nhỏ nhưng mà có thể tạm chấp nhận. Rồi lúc nào nó hướng bông này nó về ha, về đó hết đó, cứ như vậy mình làm thôi. Ví dụ mình cắm bông nào đẹp mình cắm trước đi, còn bông nào xấu hoặc đi view một hàng xấu cũng được nữa, cho nó xấu một hàng đó, chứ để mà có bông bự bông nhỏ vô nó phức tạp lắm. Chẳng hạn nó dày chứ đừng để nó hư, đúng không? Nó hư nó sẽ bị lỗi. Nó dày chút cũng sao mà đừng để nó hư. Thì nãy mình cắm bông mình biết rồi đó, cái độ bông nó đứng á, là ok.
có nhiều người ta cắm ba hàng cũng được nữa, nhưng mà ba hàng nhìn nó ốm quá. Làm to như thế này là đẹp này. Ừ, này cái này cắm sai nè, đó cắm cho nó ngay cái hàng này nè, đó. To như vậy nhìn nó bự sợ nó đẹp. Tạm thời.